Sóc Trăng, một tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, được biết đến bởi sự hấp dẫn với vẻ đẹp văn hóa đa sắc màu. Khám phá Sóc Trăng, du khách sẽ được trải nghiệm về văn hóa, tôn giáo và phong tục của người dân địa phương. Không chỉ sở hữu nhiều điểm tham quan nổi tiếng, Sóc Trăng còn biết đến với nền văn hóa ẩm thực vô cùng độc đáo và đa dạng. Đây là bún nước lèo Sóc Trăng, một đặc sản khiến bao tâm hồn ăn uống ngẩn ngơ bởi hương vị độc đáo. Đó là tinh hoa được tạo nên từ nét đẹp ẩm thực của ba dân tộc Kinh, Hoa và Khmer chung sống tại vùng sông nước này. Sở dĩ nói hương vị của món bún nước lèo Sóc Trăng khác hẳn so với những nơi khác bởi đó là sự kết hợp đầy ấn tượng giữa nguồn nguyên liệu dân dã và cách chế biến mang đậm tính địa phương của người nấu. Thưa cô, thì để nấu được một cái tô bún nước lèo ngon thì đòi hỏi những cái nguồn nguyên liệu của mình như thế nào ạ? Như là mắm sạch, xả ngải, với nước dừa. Đặc biệt bún của mình ở đây là được nấu từ cá đồng. Thịt nó dẻ, nó thơm hơn mà nó dai hơn. Thưa cô, thì người dân Sóc Trăng cũng như du khách họ đến với quán mình thì thường vào thời điểm nào để dùng bún nước lèo? Người dân Sóc Trăng ở đây thì rất là thích ăn bún nước lèo. Sáng, trưa, chiều thì cũng có khách hết. Tinh túy của món bún nước lèo Sóc Trăng nhìn chung nằm ở hương vị nước lèo độc đáo, được chế biến từ mắm, sả và ngải bún, hòa quyện rất cân đối. Mắm thường sử dụng để nấu bún thường là những loại có sẵn ở khu vực địa phương như mắm cá sặc, cá lóc. Riêng người Khmer gốc rất chuộng nấu bằng mắm bò hóc có mùi vị cực kỳ đặc trưng, khiến ai đã từng thưởng thức qua đều nhớ mãi. Một tô bún nước lèo Sóc Trăng nóng hôi hổi, tỏa mùi hương thơm lừng. Phía trên có tôm đỏ ao, chắc thịt, cá lóc mềm tan trên đầu lưỡi và thịt heo quay da giòn sần sật. Cô ở Mỹ, cô ở tiểu bang Minnesota. Cô về đây là lý do cô cũng ghé quán này thường lắm. Giống như là một cái quán nhà thôi, cô về là ngày nào cũng đến ăn bún. Cô bển mà cô thấy, ở bên đây mình giới thiệu cái bún này lên là cô thấy là cô thèm muốn chết. Mà mấy mùa Covid cô đâu có về được đâu. Đó, nhưng mà nếu không có Covid là mỗi năm cô mỗi về. Cô về có chơi tới 3 tháng. Mà sáng sớm là cô có mặt cái đèn bún. Nói đến đặc sản Sóc Trăng không thể không nhắc đến bánh bía. Loại bánh có vỏ ngoài dẻo thơm, hòa quyện cùng nhân ngọt thanh bên trong, tạo nên một sức hút khó cưỡng. Theo lời kể của người địa phương, từ thế kỷ 17, bánh bía đã xuất hiện nơi đây, là một loại bánh do người Hán di cư mang sang Việt Nam. Tuy nhiên qua thời gian, bánh bía đã được biến tấu, thay đổi theo khẩu vị người Việt và trở thành đặc sản của vùng Nam Bộ. Qua tìm hiểu mới thấy được tiếng thơm này không phải ngẫu nhiên mà có. Nguyên liệu cũng chỉ bột mì, khoai môn, đậu xanh, sầu riêng, lòng đỏ, trứng vịt muối. Nhưng bánh bía Sóc Trăng có hương vị, cách trình bày riêng, không giống bất kỳ loại bánh nào. Những chiếc bánh màu vàng cam có hình dáng nhỏ, tròn, lớn, vừa phải, rất tiện lợi, có thể vừa cầm vừa ăn. Không quá bở, mềm, có một độ dẻo để khi ngậm vào miệng không tan ngay. Vào mùa trung thu, người Sóc Trăng trong lễ cúng trăng không bao giờ thiếu bánh bía. Cái hồn của người dân vùng đất pha trộn bản sắc văn hóa Kinh, Hoa, Khmer thật thà, chân chất. Hương vị tinh tế và đậm đà của các món ăn cùng với cách chế biến thông qua các bí quyết truyền thống giúp đánh dấu nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Sóc Trăng trong hành trình khám phá dải đất phương Nam.